Hi, chào tất cả anh em. Thì trong video hôm nay để mình nạp thử xem 10 tờ giấy số để xem coi nó sẽ tăng được bao nhiêu lượt chiến nha anh em. Thì hiện nay thì cái sự kiện mà nói chung là nó tặng cái viên đá mà bầu kích quay trở lại anh em, cho nên có là mình nạp luôn. Thì nạp ngày hôm qua ngày nói chung là ngày 100 vậy đó anh em ơi. Thì có nhiều nạp nhiều, có ít nạp ít thôi, không gì. Thì cái này thì hôm nay thì nó bán thì cái giá của nó cũng chỉ có 500 đỡ hơn mấy cái trang bị khai trước. Trang bị trước thì nó bán tới 700 mấy, nói chung là trang bị 700 mấy, giờ cái trang bị này thì cũng rẻ hơn. Mà quan trọng là có tiền mua được anh em ơi, còn mình thì không có tiền nên mình không có mua mấy cái này. Rồi giờ trước tiên mình nạp cái đi nè, nó nạp 100k đi rồi tính. Ở trong cái phần nạp nó có nó mở cái nạp ưu đãi nè, nó có mở cái nạp ưu đãi, nhưng mà mình thấy nếu mà không có cái sự kiện mà tích nạp á thì chắc nạp ưu đãi nó sẽ không bằng đâu. Thì nói chung là anh em, nếu mà anh em có chừng 500k mà anh em nạp trong vòng một ngày mà 500k mà nạp nó 5 lần, một lần 100k anh em, thì lực chiến của anh em tăng rất là nhiều, tại vì nó có cái sự kiện mà đó, sự kiện hoàng lệ mình không nói nha, hoàng lệ không nói ở cái sự kiện thiên thần đâu, này cũng không phải luôn. Nạp liên tiếp đây, ở đây nó có được cái viên này nè, cái viên này thì nó tăng được 1,2% sát thương bạo. Ủa, viên này tăng sát thương bạo không phải tăng tỷ lệ bạo à? Cũng được đi anh em ơi, nói chung là cũng được đi. Nó sát thương bạo thì cũng ngon ha. Rồi ở đây thì mình nhận đây cái luôn đi tính. Đó, 100k. Dùng ra được gì đây? Đồng hành cũng được nghe nè, đồng hành đang đồng hành tốt hơn. Trời ơi, không có viên nào đang đồng hành chứ. Kỵ tội kỵ thì nó cũng không yên mà đang đồng hành đâu. Ó kỵ được nhiêu thì được anh em ơi, đã 6. Viên thằng này thì mình cũng chưa biết đổi cái gì, nhưng mà cái này thì chắc chắn mình sẽ đổi cái này nè. Ở đây nó sẽ có một cái gì đây, nó có cái này nè, đó, cái này nó khá là quan trọng. Nhưng mà đổi cái này thì nó được cái này nó mất cái kia, hình như nó có một số cái viên này tính năng nó chưa mở này nè. Nó cái tính năng này chưa mở cho nên là mình mở cái này ra mình để sẵn thôi, chứ thực chất là nó chưa có mở tính năng này. Khóa giáp trang bị. Công trang bị. Nói chung là mở thì để sẵn thôi anh em ơi. Mình mở cái chìa đặc giới nha nè, mở chìa đặc giới. Mình cũng mong cho nó may mắn cho nó ra trước kẽn cũng được, còn không ra anh em ơi. 200 vàng đúng không? Cái này từ từ tính sau, tí mình up sau nha nè. Cái game này mà anh em có chừng 500k nạp bữa là lên lượt chiến cực kỳ. Ở trong cái phần này thì nó sẽ có cái này tích nạp. Nhận tích nạp luôn nè. Ra được món trang bị nè, món trang bị. Sự kiện này thì nó sắp hết rồi anh em ơi. Đấy, mặc được như thì mặc chứ không gì. Rồi, nạp liên tục. Cái con này mình không ham anh em ơi, tại vì cái con này cái con dùng thử thôi à. Con này dùng thử chứ thực chất là mang vô cũng chẳng có được cái ngon lành gì. Đây 50k anh em, 50k được cái gương tự chọn. À, tăng vật. Cái tự chọn cái mệnh cách đỏ này nó thiện với anh em, bây giờ mình cũng không biết lựa chọn cái gì luôn á nè, không biết lựa chọn luôn nè. Trong cái phần hoàng lại này nè anh em, nó tăng lực chiến mấy là nhiều. Nếu anh em mình nói thiện với anh em mà có chừng 500k phải không, nếu có điều kiện á, nếu có điều kiện anh em mình nạp trong cái ngày đầu tiên, cái ngày này mà anh em nạp tầm khoảng 1 triệu thôi, nó tầm khoảng 1 triệu 2 gì đó, coi cái này nhiêu ta, cái này 200 400 600
800 tầm khoảng 1 triệu 2 đó nè, 1 triệu 2, tầm khoảng 1 triệu 2 là anh em lên cái set này là ngon lành rồi. Thì mình không có đủ điều kiện cho nên chỉ lên một món thôi anh em ơi. Thì ngày hôm qua mình đã nhận cái tay nè, hôm qua đã nhận cái tay đây là cái gói gì đây ta, cái này cái gì mình cũng không biết, nói chung là mình không đủ điều kiện anh em ơi. Đó, tay dài vậy đó. Cái này cái sự kiện nó chỉ còn có một ngày à. Nó quan trọng là cái chỉ số này anh em ơi, giảm sát thương BBB nè anh em ơi. Cái sự kiện này nó ra ít quá, nó phải nó ra từng tầm 5 ngày là ngon, nó ra có 3 ngày hết mẹ sự kiện rồi. Mà mình thì ngày mình nạp chỉ có chết bà ngẫu nhiên luôn kìa. Mấy cái này giờ mình không biết đổi cái nào luôn anh em ơi. Đổi đỏ thì cũng không, anh em biết không, cái đỏ nó cũng thua cái tím nữa, thua cái tím 2 dòng, cho nên là nhiều khi mình cũng không muốn đổi luôn á. Coi cam khoan từ từ anh em, để mình vô mình coi anh em, tại vì lúc nãy nó có một cái mình chưa kích hoạt anh em ơi. Mình lên trang bị mình chưa kích hoạt á. Được 2 món anh em, 2 món đúng không? Bậc 2. Biết chừng nào mình mới đủ bộ này trời. Mình chỉ mong là nó ra một cái sự kiện, nó ra một cái sự kiện gì ra trong 1 ngày 2 ngày mình đánh quái hay đánh cái gì mà nó thu cái kim nguyên bảo không phá cho anh em đó anh em. Để ngày kiếm anh em biết không, cái sự kiện của nó quá trời luôn mà hoàng không phá thì nó không đủ luôn á, xài không đủ luôn. Cho nó lại ưu tiên cái này ta. Ồ cái này một món này 92k ghê luôn anh em ơi. Nãy giờ chưa nhận thưởng nha nè. Nói thiệt với anh em là ba cái này mình không biết đổi cái gì luôn á. Vô mấy cái mệnh cách là cái dòng đỏ nó lại thua cái dòng tím á nè. Vô mệnh cách là dòng đỏ thua cái dòng tím của thằng 2 dòng á. Nè, nó lại thua mấy cái dòng này nè. Nhiều khi mình đổi, còn nếu mà đổi mình biết rồi đó anh em, đổi mà đổi không có, mình không có điểm ghép cho nên là nhiều khi mình cũng chưa muốn đổi nữa. Ở đây nè, nó hôm nay nó có cái bán cái điểm ghép này nè. Nó hôm nay nên mình được cái điểm ghép nè, ngàn điểm ghép là mua luôn đi. Đấy, nó có bán là đỡ anh em, ăn boss ăn mãi này không ra luôn. Chà, cái món gì đây? Tỷ lệ miệng không chế. Chà, mình không có vàng anh em ơi. Ủa sao hôm nay nó lại có bán trang bị đỏ 3 sao ở đây luôn ta? Tê liệt mũ nguyệt mũ nguyệt độc. Ồ nó có bán cái này luôn mà có vàng không? Nó có vàng đâu mà mua. Quá trời im luôn anh em ơi. Bởi vì mình cũng mong là nó có cái sự kiện gì đó anh em, cái sự kiện gì nó cho anh em có tạo điều kiện cho anh em kiếm vàng không phá một ngày. Chứ quá trời nhiều mấy cái hình, cái hình mà mình không thể là cài vàng, nói chung là cần một số vàng quá lớn anh em ơi. Thế còn mình cách mình được nhiều điểm rồi ta? 1.300. Rồi nói chung là giờ nhận đi anh em. Ô lên được VIP 2 rồi anh em ơi. Đấy lên VIP 2 rồi.
Chà, VIP 2 lên tới 3k điểm anh em ơi. Từ hồi đầu game tới giờ mình mới lên được VIP 2. Mới lên VIP 2 có nghĩa là 1000 điểm anh em. Mới lên VIP 2 1000 điểm, bây giờ cần thêm 2000 điểm nữa chắc nha. Rồi coi game ra mười mấy ngày chắc cần tầm khoảng tháng nữa lên được VIP 3. Đơn giản, tính đơn giản vậy thôi, chắc một tháng nữa lên VIP 3. Tháng mấy nữa chứ? Im năm mới lên VIP 2 mà nhận quà thấy đã nghe phê phê. Chi tôn không biết có đặc quyền gì mới không ta, như là vẫn y như cũ anh em ơi. Bắt thầy tài vụ tất cả thu lợi nguyên bảo phá. Để coi cái này chưa nhận luôn anh em ơi. Nói chung là ban ngày anh em cứ lo đi làm đi nè, ngày cố gắng đi làm, ngày làm 500-600k thì để dành lại tầm 50-100k chơi giải trí cho vui vẻ được rồi, không có nạp nhiều. Chơi game đừng có nhảy game nhiều quá anh em nhảy game nhiều quá tốn kém chi phí lắm anh em ơi. Nói thiệt, làm cái gì làm, mình làm cái gì miễn nghề đúng đắn của mình. Khi nào còn trẻ anh em chưa vợ con thì cứ chơi thoải mái đi anh em, có tiền mình nói thật, mình cũng không phải là nhà phát hành của game, cũng không phải là nhân viên, nhưng mà mình cũng không phải phiên mà không phiên, nhưng mà nói thiệt với anh em chưa vợ chưa con thì ngày hôm nay anh em cứ đi chơi cho thoải mái đi, sau này khi anh em lập gia đình rồi anh em ngưng cũng được. Lúc anh em chưa có vợ có con thì anh em cứ chơi thoải mái, chơi cho đã tay, rồi cứ có hỏi có vợ có con mình ngưng là được rồi đó. Rồi để coi trong phần này ra mình được cái gì đây ta. Mấy cái chấm đỏ thì trong cái lần này thì mình phải nhặt cho hết luôn nha nè. Nói chung là nhặt cho hết cái chấm đỏ luôn. Nhân danh hôm nay mấy ngày rồi ta? 25. 25 ngày rồi anh em ơi, gần tháng rồi. Mừng quá. Gì trời. Nói chung là không hết tiền để mà đầu tư lại mấy cái này rồi anh em ơi, hết tiền rồi. Chỉ nhận mấy cái quà đơn giản thôi. Kệ, 100k là anh em cũng tăng được 1 triệu lượt chiến nè. Còn anh em mà nạp 200k thì anh em tăng được 3 triệu 4 triệu gì đó. Đơn giản. Tính bình quân là cứ nạp 100k là sẽ trên từ 1 triệu đến 1,5 triệu 2 triệu. Còn nạp 200k thì từ 2 triệu đến 4 triệu. Phần thưởng này nhiều lắm. Lực chiến của anh em cao và phần thưởng này nhiều lắm. Úp mấy cái nồi anh em nâng mấy cái này trong một ngày mà cũng đã tay nữa. Nói thiệt mình phiên anh em muốn nạp đúng không? Anh em muốn nạp anh em đi qua hết hoạt động đi anh em nạp cho dễ. Chứ bây giờ anh em nạp cái anh em năng lực kiến xong cái anh em đi hoạt động xong cái anh em nạp là phải năng lại nữa, phải tăng lại nữa, cực. Đó, trong phần hoàn lại này có cái gì đây? Hoàn lại. Vậy là chưa được 160, chưa được 6 hả ta? Đã nạp 4 ngày rồi anh em ơi. Như vậy là mình phải nạp thêm 180 nữa đi, 180 nữa đúng không? Nạp thêm 180 nữa để lấy cái đầu này cho nó dễ chứ không gì hết trơn á. Ở đây 180 đây mà. Làm sao để cho nó lên được 180 ta? 180 vàng là nhiêu? Không có 180 anh em ơi, nó không có 180, có 150 nè, 150 200. Rồi coi 180 không được thì mình nạp 200. Đấy. Rồi. Nói
chung là đủ cái móc rồi đó anh em ơi, nói chung là đủ móc 680 rồi, lấy thêm một món nữa đây nè. Ồ món này ngẫu nhiên hả ta? Ồ ngẫu nhiên mà nó mở ra mấy cái món, mà ví dụ như bậc 5 bậc 6 là chịu, bậc 3 bậc 4 là chịu rồi đó anh em. Bậc 2 mình chưa được đó. Nạp vô nó bung hoa này có tính không ta? 33 bông rồi anh em ơi. Mình đổi hết rồi anh em, mình đổi hết rồi. Đó mình cũng đổi viên này luôn nghe nè. Viên này level 4 đúng không? Level 7 luôn. Đó. Viên này mới êm nha anh em. Sát thương bạo nè. Sát thương bạo tỷ lệ phá kích quá phơi luôn anh em ơi. Đó khi nào mà đủ điểm nữa thì còn có 3 à. Đủ điểm nữa thì mình sẽ đổi tới cái này vậy nè. Nói chung là đổi tới cái này cần 30 điểm nè. 30 điểm nữa. Giờ mình không biết làm sao lên được 30 điểm này ta. Tiền lữ. Ê cha, mình quên nữa trời ơi, sao mình ngu vậy ta? Trời ơi, mới nạp 20. Trời ơi, mình quên cái vụ này luôn á. Mới nạp 30k anh em ơi. Mới nạp 30k mà cái đầu mình nạp 20k. Cái đầu mình nạp 20k, cái sau mình nạp 10k anh em. Chích bà rồi, như vậy là mắc hết 30 kim nguyên bảo phá rồi anh em ơi. Tức quá, mình quên cái vụ này luôn á. Có nghĩa là mình mắc hết 90 kim nguyên bảo phá rồi. Đúng không? Mình chỉ cần nạp 3 cái à. Mình nạp 3 cái 10, 3 cái 10. Mình quên cái này nè. Đúng là ngu thiệt ông nội mẹ ơi. Đá vàng không có mà lại... mình lại làm phí cái mất đi một lượt của mình luôn á anh em, mất đi một lượt mà không nhận được luôn á. Quá ổn anh em ơi, nhắc lại cũng tức luôn anh em ơi. Nói chung là tức thiệt chứ. Người có khi mà có người ta còn chưa có vàng anh em, người chưa có vàng. Mình thì lại có, mình lại phí mất một lượt của mình. Hai lượt luôn, mắc 60 kim nguyên bảo phá luôn. Ôi không phá luôn. Đau cay thiệt. Ủa hình như trong cái phần này hết rồi anh em ơi. Vậy nói chung là 100k chỉ nạp được nhiêu đó anh em. Bây giờ mình vô mình tầm bảo nè. Lúc nãy có được mấy cái tầm bảo đúng không? Quỷ này bây giờ nó ra được cái gì nó ra thôi, chứ mình cũng không quan trọng cho mấy đâu. Đặt giới đúng không? Tầm chí tôn. Chí tôn anh em mà không có vàng thì mấy cái tầm bảo nó cũng không ủng hộ anh em. 97 nè, là 107 nè, 117 nè. Ơi ra cái gì đâu không vậy con, ra như vậy là chết tao rồi. À, nãy có được 20 cái nè anh em, đúng không? Có được 20 cái. Mình mới có 5 cái ở đây, tầm tới 500 cái nó mới ra được cái nhẫn anh em ơi. Mà 500 cái là nhiêu trời, 500 cái là 5k đúng không? Ủa đâu có 50k chứ. Tại vì 10 cái là 1k vàng rồi, anh em cứ đập 10 phát là 1k vàng rồi. Trời ạ. À, 10 phát 1k vàng. Vậy là 100 phát là 10k vàng, 500 phát 50k vàng. Trời ơi 50k vàng. Thôi anh em ơi, có nhiều anh em vậy mà nhiều anh em nói. Từ anh ơi, anh tầm bảo đặt giới đi anh tầm bảo đặt giới nó mạnh, đúng là mạnh, nó mạnh thiệt. 50k vàng làm sao chịu nổi anh em ơi, 50k vàng chỉ lên được có một món thôi. Mình cũng không biết, mình biết là cái tỷ lệ nó không bao giờ mà nó lại ra từng cái đâu anh em. Không bao giờ có. Chà, được. Để coi được cái gì đây ta. Nói chung là lần này cũng im nha. Thưởng ngẫu nhiên phi kiếm đỏ một sao. Cũng được, một sao cũng được. Cái này. Ồ cái này một sao là không ngon rồi. Một sao là không ghép được. Phi kiếm đỏ một sao thì ghép được. Cái nữa nè, để coi cái nữa coi nè. Thiên linh linh, địa linh linh. Cái gì ngon thì ra hết nha con. Nếu mà ra cái nhẫn thì càng tốt nha con. Nhẫn cũng được, cái gì cũng được. Nhẫn.
Ôi trời ơi, tại sao không ra? Thôi kệ anh em, không tham anh em coi. Có cái gì mình xài cái đó thì biết sao vậy. Thứ đồ đồ người ta cho mà. Hàng ngẫu nhiên á. Ừ, hai sao ghép được. Một sao luôn. Bên mình vô mình coi coi, mình không nhớ mà một sao mình cũng không biết một sao nó có ghép được hay không, tại vì ấy giờ mình cũng đâu có một sao đâu. Bồi dưỡng nè, coi hành à, một sao ghép được nhưng mà thằng nào nó theo đó anh em ơi, chết bà rồi. Ô à, mình mới có một cái thôi sao? Vậy lúc nãy nó ra cái gì? Cánh phát tỏ cái à, phát tỏ được hai cái nè. Trời ơi, nó cũng biết tặng quá ha, nó tặng kiểu này nó cũng khôn bà cố luôn, tặng cái kiểu nó mồi nhử á. Rồi để coi ta, giờ trước tiên mình vô mình lấy cái giảm sát thương đúng không, giảm sát thương 2 3 nhiêu ca ta, 11k. Đồ bà đồ phá 140 vàng luôn anh em ơi. Thôi để đây đi, rồi lỡ rồi mình không đột thì thôi, không thấy thì thấy thì nó hơi chướng. 1 2 3 4 5 chết bà, hay lố. Hơi lố. Đấy, đồ phá cho nó thêm được 5% nữa đánh boss anh em ơi, chứ không gì hết trơn á, tăng khả năng đánh boss rồi kết thúc boss cho nó nhanh anh em biết sao. Vô mình ăn boss thậm chí còn có mấy phần trăm cũng bị tụi nó ca ếch được nữa nè, tụi nó là chơi ác lắm. Khoan để mình lấy con này ra mình đổi luôn anh em ơi, 50 rồi đúng không, đổi thêm con đồng hành nữa chứ gì hết trơn, đồng hành có rồi mình đổi để mình tăng sao thôi. Bốn rồi đúng không, đó 4 con đồng hành. Một hai ba 46 nè, nè anh em lúc nãy nè anh em, nó giảm sát thương cái này tăng nhiều lực chiến lắm nha anh em. Kệ anh em, trời ơi 1.500.000 luôn nha anh em đó, anh em thấy chưa, nếu mà anh em mà có được mà lực chiến nhiều anh em mà có được nhiều tầm khoảng 500k anh em nạp lên 5 món thôi là anh em đã được 5 triệu rồi anh em ơi, đúng không, 5 món thôi đã lên được 5 triệu mấy, 500k là anh em được 7.500.000 lực chiến rồi, đó là sơ sơ thôi đó. Mà 7.500.000 lực chiến thì cái này là gì, cái này là giảm sát thương BBB, có nghĩa là anh em sẽ tăng cái độ trâu của anh em lên nghe nè, tăng độ trâu của anh em lên, khó đánh thủng anh em lắm. Mà nói chung là tiền nào của đó anh em ơi, từ từ anh em ơi, mình chơi từ từ thôi anh em ơi, sau này anh em cũng lên hết à. Coi này, ghép này, ghép ngẫu nhiên nè. Hoài với ba à, chưa kích hoạt hên luôn. Nạp 100k là thấy đủ im rồi anh em, ít gì ước gì hôm nay tới lương nữa nè, hôm nay tới lương nạp cho nó đã. Cái viên này lúc nãy nó chưa mở nè anh em ơi, viên này nó chưa mở nè. Server mở trên 30 ngày. Đó. Trên 30 ngày, giờ mới 17 ngày à anh em. Viên này thì được 2 viên nè, để mình xếp tiếp đây. Hình như 2 viên này à, viên level 6 viên level 7. 6 thì 1.5. 7 thì 1.2. Con này viên gì đây? Minh Văn Thủ hả? Giảm sát thương bạo. Ở đâu ta?
Đó, đây thủ nè nè. Thờ U Thu hỏi thủ. Thủ thì bỏ vô đây, à, này công cái gì á. Thôi mình để lên trên cây vũ khí này cho nó đẹp đi anh em ơi. Nói viên 7 bỏ vô đây đi. Để mình tháo viên này ra rồi coi nó viên 7 này được nhiêu nè. Viên 6 này được nhiêu, viên 6 này 1.2 sát thương bạo đúng không? 130k. 6 này ra luôn để coi viên 7 này được nhiêu. Viên 7 này chắc tầm khoảng 150 đến 160k thôi chứ không nhiều. Ây da, 280k luôn anh em ơi. Để coi nó hai dòng ha. Để coi bạo kích. Ôi. Tỷ lệ phá kích. Minh Văn Công lên 4 trở lên. Còn viên thủ đâu anh em? Có viên thủ mà. Đó, viên thủ để vô đây đi. Hai viên thủ, hai viên giảm sát thương. 54k. cái viên nhỏ đối với cái viên bự gần như không có tác dụng gì luôn á anh em, không có tác dụng gì luôn á. Nè coi cái viên nhỏ nè, viên lên 1 anh em xem nè, trời ơi có 57k, 570k thực chiến à, chắc không phải là nhiều luôn á. Kệ, cái nào có lỗ trống thì cứ bỏ vô hết đi anh em ơi, chừng nào nó đầy thì mình tính sau. Đây kích hoạt cái gì đây vậy à? Nói chung là cũng chưa có gì nghe nè, chỉ đơn giản thôi. 2k 2k3. Tôi luyện có gì đây? Minh Văn giảm sát thương thần thánh. Trời ơi, cái gì mà có 30 lượt chiến gì trời. À, lúc nãy tầm bảo ra được viên đỏ nè anh em ơi, ra viên đỏ nè. Nhưng mà mình sẽ không lên chỗ này đâu anh em, mình sẽ lên chỗ này nha. Lên chỗ này. 600 tổng tăng. 50 mấy ẻm. Bốn phát, năm phát, sáu phát, bảy phát là được 100k. Trời ơi sao mình mà nó nhiều như vậy ta, mình tính là nó lên là 3-4 level ai về đâu lên 150, lên cộng tới 15 luôn hả trời. Vậy biết mình lên đều đều là được rồi, chỗ thì có chỗ thì không. Ủa sao ta, sao chỗ này còn sáng nè, không là khảm sao? Khảm ở đây level 7 đúng không, mình có viên nào 8 không ta? Không có. Để cả chục viên luôn, cả chục viên mới lên đựng viên trời. Đó mấy viên 6 nè. 13k, 5 lên 6, 13k luôn. 6 lên 7. Cũng 13k luôn, 5 lên 6 cũng 13, 16 lên 7 cũng 13 luôn, làm sao ta? Phải lên tí xíu cho người ta chứ, lên ít xíu vậy. Ghen. Cường quá này thì còn tăng phẩm nè, tăng phẩm với đúc hồn, đúc hồn. Đúc hồn thì mình đây mình có được có 35 mà trời, 35 đúc được cái gì đâu. 8. Phát mà hết, phát là hết đại rồi. Rồi, nói chung là cái đó hết rồi đó anh em ơi. Để coi phần có phần nào đây. Kỳ môn. Nó chơi chịu úp lực chiến là nó nhiều lắm nha anh em. Để coi thằng bạc. Mình chưa có đi hoạt động gì trơn anh em, sáng sớm chưa đi hoạt động gì trơn á, ăn mới có con 3-4 con tinh linh gì đó. Trăm 159k cho hai viên này ta ơi.
9 viên. 2 6 13. Im chưa anh em? Im ha. Cái ở đây nè anh em. Cái đối với cái trang bị bậc 10 này chắc nó cũng sắp full rồi đó anh em, để con mình cũng không biết cho nên khi nó full nó có tăng cái gì không nha, mình sẽ cố gắng mình cho nó lên full thử anh em. Mình cũng không biết là khi nó full bậc 10 nó làm sao, nó có full không rồi đó, còn lên bậc 11 nữa thì mình cũng không biết nữa. Tại vì mình cũng chưa lên luôn nên mình cũng không gần cho lắm. Ở đây á, nãy anh em cũng nhìn thấy rồi, nó không có ghép mà trang bị cam. Rồi tới đồng hành. Tối thức khuya quá anh em ơi. Tối thức quá phê, đêm nào cũng thức khuya. Không biết thức để làm cái gì, đi săn boss, đi canh boss gì đó mình cũng không biết. Hay là mắc nợ, mắc nặng gì ai đó, thức khuya đi canh làm cho đủ cái tội vạ của mình. Rồi tiếp tục nha, nãy giờ bạn công chuyện tí. Ở đây thì nó đang có sau này đợi ghép thôi anh em ơi, đợi ghép thôi. Pháp tọ lên bậc 10 anh em. Bậc 10 đúng không? Một sao cũng được 8 mấy k, cũng im ha. Mười chín nè, 35 nè, 230. Như vậy là một viên này, một viên đạo này nó tầm khoảng 110 mấy nè, 110 mấy k gì đó. Nó cứ nằm cái viên đỏ đó là sau này hơi kẹt rồi. Mình cứ ưu tiên mình lên công trước đi anh em, lên công để đi đánh nhau chứ không gì hết anh em. Lên công chủ ý đi đánh nhau thôi chứ không gì hết. Chỉ có phi phong của mình là tệ nhất, tới ngày hôm nay chưa lên nổi bậc 5 luôn á anh em, từ đầu game tới giờ chưa lên nổi bậc 5. Nói thiệt với anh em, mà nó ra cái viên này là mình sổ mình nè, cái viên này có 16k lực chiến nha. Còn mấy viên kia của người ta ra viên nào cũng được cả trăm mấy k lực chiến, ra được cái viên này là coi như là mình thấy là hết hy vọng, thấy uổng sao đó. Lần đầu tiên làm được món trang bị của phi phong nha anh em, có khảm luôn kìa, im chưa? Đó, lượm được viên là có khảm được anh em ơi. Đấy, vật công nói chung là tăng công nha anh em. Làm sao ta, làm sao mới có một món trang bị của phi phong mà ta ơi. Kệ, cứ nâng lên đi rồi tính. 4k có đợn công, có chồng đỡ hơn ở giá. Rồi sau đây tới diễn hồn. Ôi 175 rồi. À 3 viên ok, full được cái này luôn. 27 đúng không? Hên quá, đủ luôn anh em ơi. 27. Cái này nó sẽ cao hơn nha, nó sẽ kích được 5 món nha nè. Ta 500k luôn anh em ơi. À được 3 phát nữa. 29. 29 nữa. Cũng vậy thôi chứ đâu có gì đâu thay đổi anh em. Một điều nó kích như nhau thôi, chỉ có 5 món, anh em được 5 món nó mới kích lên thôi. Kỳ môn này à, để mình vô mình ăn boss luôn ta, mình rảnh thì mình phải vô ăn boss luôn chứ. Đúng không? Rảnh thì phải vô mình boss mình đánh luôn chứ, để em thôi mà đứng ở đây thì
thì nó mất thời gian lắm. Ở đây mình vừa ăn boss à, có nữ vương nhện. Có thư luôn này nè. Để thư này nó báo cái gì nha. Hỗ trợ nạp. Báo cái gì, nhận quà, nhận cánh, nhận vàng đồ không báo, báo nạp, báo làm gì không biết. Đấy. Rồi trong lúc nó đánh thì để nó đánh đi, mình tiếp tục mình ăn anh em. Để mình có đồ nữa. Lâu lâu mình để xuống thì quất con thôi. Nói chung là chưa ghép được đâu anh em ơi. Anh em giùm của mình nè. Quá trời luôn. Thiếu thốn quá, trang bị này nó thiếu quá anh em. Để mình chắc mình phải dồn sức vô mình ăn mấy con boss này cho nhiều vô anh em ơi. Ấm ngày không có ăn, nay chỉ kiểu khó đi ăn cho nhiều nhiều, kiếm trang bị 2 sao để ghép xuống gì hết á. Tinh linh của anh em tới đâu rồi anh em? À có được cái trang bị mới đúng không? Trang bị mới thì vô cho con này 2 sao. Rồi có 3k mấy anh em ơi. Rồi hết rồi đó anh em. Để coi được nhiêu ta. Trời ơi có một lấy vợ anh em ơi, bộ mình mới ăn con sao ta? Đúng là mới ăn con đó. Tới đây rồi nghe anh em, 182, 196 rồi nghe anh em. Thế vậy chứ im lắm á, càng lên cao nó càng ít anh em ơi. Một phát nữa coi, hay quá. Tiếc đồng tử. Có là mua anh em ơi. Đấy rồi, thẻ này có ghép được chưa? Hình như không đủ đâu. Đây có con tiết đồng tử nào không ta? À đây nè, đây có con nè anh em ơi. 41k. Đấy 315 rồi anh em, chỉ cần tầm khoảng 90k nữa thôi. Ghép chừng 2 3 con nữa thôi, ghép 2 3 con nữa là mở được cái ô này nữa rồi. Rồi, tiếp tục anh em ơi. À được viên này, chắc gì đây? Công công. Muốn ăn con to thì phải tốn nha nè, không có ai mà ăn con to mà không tốn hết trơn nha nè. Rồi đó, tiếp tục. Thằng binh. Ba mấy ca. Chà, 100k luôn anh em ơi, 16 viên này nhiêu đây? 161. Tính ra anh em tính à? Cái con này 2 triệu rồi. 12 viên. À 1 triệu luôn anh em ơi, 1 triệu được chiến luôn. À tới đai không có gì hết trơn anh em ơi. Này 900k lực chiến thôi. Để coi 5 viên này được nhiêu nha anh em. 38. Trời ơi, 1 sao, 2 sao đi con, 2 sao đi. 1 sao là không ghép được anh em ơi, 1 sao là không có ghép được. 26 nè, cái này ngon nè anh em, được bao nhiêu nha. Đấy 117 có nghĩa là được năm mấy ca. Đó, cho nó quýnh nhau. Cho nó quýnh nhau đi nè. Tại kiếm đồ bậc 13 thì nó như vậy đó anh em ơi. Chứ mình ăn mấy con 12 cũng vẫn được thôi à. 12 hết luôn rồi. Hiệp khách. Mình sẽ không úp cái mệnh cách đâu anh em ơi. Mệnh cách là mình có không biết úp gì nữa. Cam đỏ gì coi con, ra xanh lè xanh lét. Hai con hình. Ra xanh lè xanh lét. Một cái quan hệ, hai cái quan hệ, ba cái quan hệ,
hết rồi. Có đổi giùm con ra cái đỏ đỏ coi con. Ừ hay quá anh em ơi. Đó được cái đỏ rồi. Cứ tiếp tục anh em, tiếp tục đi. Hết lượt nhanh quá. 2 3 Cứ vậy đi anh em ơi. Để cho nó đỡ hết lượt, còn có 4 lượt nữa. Quỷ này à, có hồi sinh không cũng không quan trọng nữa nè. Có thì mình ăn, không có là thôi à. Mình không đưa cái loại boss này nó vô trong cái phần ưu tiên cho nên là mình không quan trọng đó. Hồng nhan có gì đây ta? Cái trang sức này anh em, cái trang sức này mình bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi anh em. Anh em biết không, mỗi lần mình đập mấy cái viên này lên, mấy cái viên 2 sao này mình cường quá lên rồi mình năng mình đập nó lên anh em, mình đập nó lên thì nó càng tốn rất là nhiều điểm của mình, cái điểm để mua đan anh em, điểm để mua viên đan để mà lên được nó. Cho nên là sau này một là mình lên luôn trang bị hồng rồi mình đập một lần, một hai là mình để 3 sao mình lên luôn nha anh em. Mình mới đập. Chứ anh em nhìn thấy nè, mỗi một lần mà anh em ở đây thì anh em không nhìn thấy mấy cái viên này nữa rồi, tại vì nó chưa có lên anh em. Mình chưa up cái viên này. Đỏ không con? Ừ hay quá anh em ơi, đừng viên nữa rồi. Lên chừng 3-4 viên nữa thôi là được 5 sao rồi, được là được món 3 sao rồi anh em ơi, 5 viên là được món nha. Đấy hay quá anh em ơi, may mắn để coi được gì đây. Rồi được mấy món này nha, để coi dùng cường quá là nhanh nhất. 1 2 3 rồi anh em ơi, 3 món rồi. Ba món. À, đúng là không chịu khó ăn thì thôi, chịu khó ăn cũng ra cũng im quá chứ, đúng không? 177 rồi. Rồi còn cái gì nữa không anh em? Đánh nhanh dữ trời. 3 sao con, 3 sao luôn con. Trời ơi đỏ mà không có sao. Không có sao mà chỉ có trăng. Nó sắp hết rồi đó anh em à. Coi vô trong phần này có được gì đây. Tăng sao nè. Tăng sao luôn, tắt. Tăng sao luôn. Còn cái gì nữa không ta? Thiên thạch. Chính ca. Từ 54. Ồ, ừ hay quá, được lên bậc 3 luôn, nó vừa khớp luôn anh em. Nó lên mấy cái món mình chưa có, chưa up 3 thôi. Một món 3 sao đi con, tao đang cần 3 sao. 3 sao mới ngon. Rồi 3 sao luôn ông nội mẹ ơi. Thôi để đây đi em, tạm dừng đi, còn có 1 viên nữa đó, mình để đó đi nè. Hết được luôn rồi. Tinh linh. Hết rồi đó anh em, mà để coi trong trong đây mình còn cái gì mình chưa up không anh em. Ở đây thì tự chọn nè, tự chọn linh châu hiệu quả cấp tối đa thấp hơn 20%, tăng hiệu quả đỡ kích hoạt vĩnh viễn, tăng 5% kỹ năng. Chết bạ rồi, mình phun quả mà mình quên nữa ta ơi. Quả phun mẹ rồi. Trời ơi, quên nữa. Đúng là mình nhớ mà. Buồn dữ vậy ta. Sao tách ra đây? Chết bà rồi. Thưa rồi.
Đây còn cái này chưa dùng nè em. Nói chung là cái dòng xung quanh cơ thể. Cơ thể. Ồ 60k. Buồn vậy ta ơi. Buồn quá. Còn gì nữa không ta? Hết rồi anh em ơi. Hai hạt. Kim lệnh này thì không còn gì hết. Rồi nói chung là nạp 100k là đã hết rồi đó anh em. 100k thì mình cũng không nhớ là úp được bao nhiêu lượt chiến nữa, có tầm vài triệu chứ không nhiều. Ủa. Boss 12k kìa nè. Ra thì phải hốt thôi, sống gì hết á. Để ba quỷ này làm gì? Thánh vật tinh linh. Xeo là boss chết rất là nhanh nè. Nói chung là một cái ly trà, uống một ly trà thôi là cũng boss đủ thời gian để chết. Anh em đừng thấy mình nha, anh em thấy vậy chứ đam mình to lắm nha anh em. Anh em có thể hơn một tí lực chiến anh em cũng mệt lắm đó. Giỡn đâu không ăn mà được đâu. Nè 2.8 triệu nha anh em. Anh em hơn mình tí xíu lực chiến chứ thực chất anh em đam công không bằng mình đâu. Công mình cao lắm. Có gì không ta? Không được gì anh em ơi. Rồi nói chung là như vậy là hết rồi đó anh em ơi. Đợi sự kiện tiếp theo thôi. Nhiều khi mấy cái này muốn mua thì mua cũng không được. Đây mấy cái hoàn lại. Mình mua hôm nay mình mua thì ngày mai mình cũng không có nạp anh em ơi. Không nạp thì vẫn được, ngày mai vẫn được thôi chứ không gì. Nhưng mà ngày mai thì nó sẽ không có nhận được mấy cái tích nạp này. Nó cũng tính ra nó cũng không có tăng được nhiều lượt chiến anh em. Thì tính ra 1 triệu thì nó cũng im đúng không? 1 triệu thì nó cũng im nhưng mà nó giảm sát thương nhưng nó không có tăng công. Vậy trong cái phần 1 triệu này nè anh em. Nó trong 1 triệu ví dụ mình nạp 500k thì cái chỗ này mình nhận cái phần thưởng đăng nhập mỗi ngày á. Phần thưởng nạp mỗi ngày thì nó cũng gần 1 triệu. Hoặc là 1 triệu có trên mà trong đó nó có tăng công nghe nè, mình cũng muốn lên công nè. Giảm sát thương thì cũng ngon thôi nhưng mà mình lên công mình đánh quái kết thúc boss cho nó nhanh á. Không gì. Rồi thì nói chung là tạm thời video của mình đến đây là kết thúc nha nè. Nói chung là cũng đã im lắm rồi, tới đây tạm thời là im lắm rồi. Cũng đang đuổi theo mấy cái ông kia nè. Đầu game mấy ông kia nạp dữ quá, ông nạp lần 5-6 triệu chứ. Ông làm lần 5-6 triệu, mình thì không nạp nhiều nhưng mà mình đi tèn lên nè. Chơi lâu dài thì mình đi từng bước vậy thôi, mình đi lên từ từ chứ mình không đi lên một phát một. Còn mấy lúc trước mấy ông kia lên một phát một thì cứ đi lên luôn thì bây giờ cũng có ông thì cũng 5-6 cũng 200-300 triệu rồi đó nè. Nhưng mà mình cũng lên từ từ thôi chứ mình không nạp nhiều. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em. Bye bye anh em nha.